Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha anh chị các bạn. Cũng vừa về một lô xe mô tô luôn chị các bạn, bên đây đủ phân khúc cho anh chị mình có thể lựa chọn luôn nè. Thì địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Đó thì cửa hàng cũng có hỗ trợ trả góp nè và ship xe ở xa nha. Anh chị các bạn có nhu cầu quan tâm ở xa đi đến cửa hàng không được á, mình có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn mua xe nha anh chị các bạn. Thì đầu tiên là có em G15V3 155 vừa mới về luôn các bạn. Đó, vừa mới cập bến luôn. G5V3 nói chung trong cửa hàng rất là nhiều nha anh chị các bạn. Em lướt những dòng xe mới về thôi ha. Con này biển số 70 nè. Hiện tại thì anh Phong không có ở nhà các bạn. Thì giá thì chưa có. Anh chị các bạn mình nếu mà có nhu cầu quan tâm G15V3 thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại để gặp anh Phong nha. Những dòng xe mới về chưa được cập nhật giá, anh chị em mình thông cảm nha. Và những dòng xe G15 trong cửa hàng thì tất cả những dòng xe G15 trong cửa hàng còn thì cửa hàng sẽ giảm cho anh chị em mình là 2,9 triệu một chiếc nha anh chị các bạn. Đó, anh chị các bạn cứ tham khảo. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xem bên trong đây. Đây cũng một em vừa mới về nè. Đó. XXR các bạn. Rất là mới luôn nha anh em. Con này được sơn từ trong hãng ra nha anh em, màu vàng. Sơn 3D từ trong hãng ra, cặp quẹt là màu sơn theo màu vàng luôn nha các bạn, vàng đen luôn ha. Đó, đi đường bình thường không có vấn đề gì hết. Rất là mới luôn nha anh em. Nè, lốp xe nè. Anh em mình đón cái lốp xe này đi được nhiêu cây. Còn gai gió cho đây luôn nè các bạn. Biển số là 66 Đồng Tháp nha. Con này đăng ký 2021 nè. Để xem đi được nhiêu cây rồi nha. Mới có 132 cây thôi các bạn ơi. Quá ken luôn. Xăng nó hơi yếu các bạn. Xe này được lên cái cản chống bảo vệ lốc máy luôn nè. Xe còn quá cứng luôn anh em ơi. Quá đẹp luôn á. Xuất sắc. Con này hiện tại thì vừa cập bến luôn em, chưa có giá nha các bạn anh chị. Anh các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại để được giá cả chi tiết và cách mua bán nha. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp và ship xe luôn nha anh chị em mình. Đó, màu vàng cực đẹp luôn. Thì hiện tại thì XSR 155 thì bên cửa hàng còn hai chiếc màu đen nè. Đó, xe còn về lúc mấy hôm nha anh chị em mình. Con này có giá rồi, 2021 78,9 triệu nè. Đó, đang rút hồ sơ. Con này thì biển số là 71 luôn nè. Đời 2021 74,9 triệu nè các bạn. Yamaha XSR 155 nha. Dòng xe này có rất là nhiều anh em cũng có hỏi nè. Đó, anh chị em có quan tâm thì là liên hệ ngay nha. Rồi tiếp theo thì giờ mình vô bên trong đây. Có Honda CB 150. Đó, Honda CB 150 vừa cập bến luôn nè các bạn. Xe này bán đi rồi, chủ lại đổi xe khác đi nha các bạn. Đó. Hôm nay về lại nè, 2020 biển 77 luôn. Con này 78,9 triệu thôi các bạn. Mét 65 là ngồi vô tư nha anh em. Rồi đi được 1.100. Xe còn rất là ken luôn nha anh em. Đó, đẹp. Honda CB 150 nha các bạn anh chị. Rồi tiếp theo thì trong đây có Suzuki GZ 150A nữa nè. Con này 125 hả? À, 125 các bạn ơi. 125, 150 mình dòm kiểu giá giống hệt nhau mà nó khác cái cục máy nè. Cục máy dưới đây dòm nó khác nè các bạn. 125 này giá chắc cũng mềm mà. Tầm trên trên hai mấy vậy, tầm hai mấy 30 vậy. Con này mới về chưa có giá vậy các bạn, mình có quan tâm thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại để được cập nhật giá nha. Con này có thùng hai bên và tựa lưng luôn. Biển là 67 nha các bạn. Mình chụp màn hình và gửi qua Zalo giúp em nha. Rồi bên đây còn một em GZ cho 50A nè, cho 50 siêu ken siêu mới luôn. Dàn xi còn sáng trưng luôn nha các bạn. Con này đời 2020 biển là 62 nha. 58,9 triệu. Đó,
Xe thì ở đằng sau có hai thùng hai bên và tựa lưng đầy đủ luôn các bạn, cản trước luôn nè, đầy đủ hết. Mua về chỉ việc đổ xăng cho mình đi thôi, không có vấn đề gì hết. Xe này mình đi đường xa ngồi rất là thoải mái luôn đó anh em ơi. Rồi tiếp theo thì mình qua khu vực bên đây cũng còn xe mới về nữa nha anh em. Đó, rất là nhiều xe luôn anh chị em mình. Nếu mà thích hay là nhu cầu mình cần mua những dòng xe gì thì cứ liên hệ ngay ha, hoặc đến địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha các bạn. Đây mới về con Malad nè các bạn. Con này được nhập khẩu nha, nó có tên là khác. Đó, TFX là nhập khẩu Indo nè, bên đây là con nhập khẩu Malaysia nè, nó có tên nè, tên nó cho mình đọc hay quên hoài không có nhớ. Anh em nào mà có chơi những dòng xe này biết à, 150 nha các bạn, thì mình cứ nói là TFX đi ha, mới vừa cập bến luôn. Đó, con này được lên capo. Xe đi được 30.000 cây rồi nè. Ồ, xăng hết rồi, yếu xăng này các bạn ơi. Đó, bô độ lên nổ rất là ấm luôn. Rồi biển số 60 nha các bạn. Sẵn đây mình cập nhật luôn bên đây luôn ha, TFX. Có tên tên nè, X về mình không biết luôn. Nè. Đó, nói chung là nhập khẩu từ Malaysia đó các bạn. Con này đời 2018 40.900. Biển là 63 nha các bạn ơi. 63. Máy mình ru luôn nha. Giờ phần máy và máy móc thì cửa hàng bảo hành đầy đủ nha anh chị em, mình cứ yên tâm nha. Có hỗ trợ trả góp luôn. Đó, ship xe ở xa luôn. Rồi, tới đây là TFX nhập khẩu Indo nè. Con này đời 2018. Biển là 70 nha các bạn. Đó, giá là 41.900 nè. Con này còn ken lắm nha. Con này đi được 20.000 cây rồi. cây nha anh em, xe còn rất là ken luôn đó anh chị em mình. Chắc hẳn là mình xem trên cuối video quá, không có thể nào mình xem kỹ được chi tiết được nè. Nếu mà có nhu cầu quan tâm dòng xe nào, mình cứ trực tiếp đến địa chỉ cửa hàng tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam để mình xem những dòng xe chi tiết cho nó rõ hơn nha anh chị các bạn. Đó, mình dễ mua hơn. Thì đây thì mình sẵn đây mình cập nhật cái lô phân khúc 150 luôn nha anh chị các bạn. Đó, ngoài này thì những cái dòng nở ít ít 150 ít ít mình sẽ cập nhật luôn. Còn về phần G15V3 thì nói chung số lượng rất là nhiều luôn anh em ơi. Thì mình sẽ lướt sơ thôi ha. Ở đây thì có Honda CBR. Nhờ cái mega đi ra phía trước này quay cho nó dễ sáng cho anh em dễ thấy luôn ha. Con này đầu tiên là màu đen nhám đời 2021 nè các bạn. Đó, đen nhám 150 nha các bạn. Con này đời mới, mẫu mới là có phụ upside down nè, thắng ABS nè anh em. Đó, kiểu dáng rất là đẹp luôn, y chang như là CBR 250G rồi đó các bạn. Nhìn đầu đèn là y chang luôn. 63.900 nha anh em. Máy còn rất là cứng rồi anh em ơi. 4.700 cây. Rồi tiếp theo là bên đây cũng đang nhám luôn nè. Biển là 71 luôn. Xe lớp xe còn rất là dày luôn. Lớp trước lớp sau là dày ken luôn nha anh em. 2021 nè, biển 71. 63.900 nha các bạn. Con này rút bình hay gì vậy? À, có chống trộm. Con này có chống trộm. Ok. Con này đi được 4.143 cây các bạn ơi. Đó. Các bạn mình dòm cái đầu xe nè, nó khác hẳn với cái đời cũ không? Này còn đời cũ bên đây nè, quay cho các bạn mình xem luôn. Đó, cái đời trước á. Đời mới bây giờ cái đầu đèn y chang như là cái mặt nạ trước rồi nè các bạn. Y chang này là CBR 250 luôn á. Rồi tiếp theo mình sẽ báo luôn cái mẫu cũ luôn ha. Con đầu tiên là bản gạch son biển 61 nè. Con này đăng ký đăng ký 2019. Giá là 52.900 nha các bạn. Xe màu bản gạch son còn mới lắm các bạn ơi, rất là đẹp. Đi được 19.000 cây nha. 19.000 cây, xe máy móc còn im rít luôn.
Rồi tiếp theo là bên đây là có đỏ đen, là màu đỏ đen nè, biển là 63. Phân khúc CBR 150 này thì anh em nào mét 6, 65 là ngồi đi được ha. Con này đi được 9.984 cây. Đó. Con này không thấy giá luôn. Anh em nào có nhu cầu quan tâm mình chụp màn hình và gửi qua Zalo để có chi tiết giá nha anh em. Bên đây cũng vậy luôn nè. Con đỏ đen. Con này đời 2019, 55.900 nha các bạn. Biển 83, Sóc Trăng luôn ha. Rồi ok. Tiếp vô trong bên đây là có con CBR cũng là 150 luôn, mẫu mới luôn. Con này là bản HKC nha các bạn. Đó, HKC nha. Đây. Còn rất là đẹp luôn nè. 2022 nha anh em. Xe như mới luôn, đi được mới 2008 à. Rồi ok, biển 65 Cần Thơ. Giá là 65 triệu luôn anh em ơi, 65.900.000 nha. Sẵn đây là có một em cũng là CBR luôn, 150, nhưng mà con này đời 2012 nhập khẩu từ Thái Lan nha các bạn. Đây, em nói đây, có một chiếc duy nhất thôi. 34.900.000. Ok, biển 59, Sài Gòn luôn nha. Đó, xe liền lạc, đẹp. Con này đi được 89.000 cây nha anh em. Đời 2012 tới giờ mà. Máy còn im gít luôn, Honda các bạn, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Ok, 34.900.000. Rồi, về phần G15V3 nè anh em, mình thấy không? Rất là nhiều luôn, giá dao động tầm đâu 44 triệu là thấp nhất. Mắc nhất là 55 triệu nha anh em. Đó, anh em mình tha hồ lựa luôn, thoải mái lựa luôn. Có đủ tất cả màu cho anh chị em mình lựa luôn ha. Đời mới, đời cũ đều có hết. Và nhờ camera tiến vào bên đây mình sẽ cập nhật thêm đây nữa chứ. Đây, GX Suzuki GX xe mới luôn các bạn. Xe mới hiện tại là 55 triệu nè, bao VAT các bạn mình luôn. Có một chiếc duy nhất trong cửa hàng xe mới nha anh em. Màu trắng nè, trắng có tem xanh ha. Rồi đây là có con xe cũ nè. Xe qua sử dụng đây. Biển 66 Đồng Tháp đời 2019, 40.900.000 nha anh em. Đấy. Ok. Rồi đây có em Kangoo, sẵn đây mình báo luôn đi. Kangoo 200, con này 32.900.000. Kangoo tàu nha các bạn. Rồi tiếp theo vô đây mình cập nhật thêm cái lô trong đây nữa các bạn. Trong đây là có FZ, Yamaha FZ 150i nè. Con này đời 2015, biển 67 nha anh em. Đó, 27.900.000 nè. Lên được cây bô ha, 27.900.000. Tiếp theo là cũng FZ 150A luôn. Con bên đây đời 2015, biển 59, thành phố nè, 30.900.000. Đó. Con này thì còn ken quá, ken hơn con bên đây nha các bạn. Con này đi được 39.000 cây rồi. Xăng muốn hết rồi nè. Bô zin luôn nha anh em. Đó. Cái mâm màu vàng vàng rất là nổi bật luôn. Rồi trong đây là có Suzuki GX bản S xe mới luôn. Con này hiện tại giảm là còn 49 triệu nè. Đợt trước là 54 nè anh em, 54 mà hôm nay là còn có 49 triệu thôi nè. Xe mới 100%. Bao VAT cho các bạn mình luôn rồi đó ha. Chỉ còn cái phí mình lên biển số thôi ha. Đăng ký mình gắn biển số thôi. Ồ, xe mới chưa cầu bình. Rồi qua đây Suzuki GD. Suzuki GD 110, biển 68 Kiên Giang nè, đời 2019, 22.900.000. Đấy, 22.900.000 là em Suzuki GD mình đi rồi nè. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Đi rất là thuận tiện, dễ dàng. Ok, nhẹ nhàng. Đó. Anh chú là chung chung tuổi đi cũng được mà các bạn trẻ đi cũng được luôn. Dòng xe này rất là thích hợp cho rất là nhiều đối tượng để mình đi ha. Giá rất là mềm luôn. Anh chị em nào mà đam mê thì cứ mạnh dạn liên hệ qua số điện thoại trên màn hình, còn giảm giá thêm cho anh em mình luôn nữa ha. Rồi qua đây là có Kawasaki Fullsan 200 phân khối. Con này là biển 60. Đó, 28.900.000 nè anh em, 200cc nha. Anh em nào mà bằng A1 phải lên bằng A2 mới đi được nha anh em. Rồi con này cũng vậy luôn, con này đang rút hồ sơ nè, 34.900.000.
cũng là full san 200 phân khối luôn, hãng Kawasaki nha anh em. Rồi trong đây là có con Yamaha FZ-S đời 2013 xăng cơ nha các bạn. Con này 21 triệu 9 nè. Đó, anh em nào thích rẻ rẻ tiền thì mình lên xem tham khảo những dòng xe này nha. Có hỗ trợ trả góp luôn nha anh em. Rồi bên trong đây, trong đây chứ, trong đây là có nguyên một dàn như là dán cổ điển nè. Đầu tiên là Aquila 250, giá hiện tại là 52 triệu. Đó, các bạn ha, anh chị các bạn nào có đam mê nhu cầu thì chụp màn hình và gửi qua Zalo, có ảnh video chi tiết cho anh chị mình xem lại một lần nữa nha. Gbel 250, con này hiện tại nhiêu ta, 37 triệu 9 nè, phải không? 37 triệu 900 các bạn. Gbel 250, Gbel Honda Nhật nha anh em. Anh em biết thông tin chi tiết về xe này mà giá sao rẻ như thế nào á thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại cho màn hình để được tư vấn rõ ràng nha. Rồi tiếp theo là bên đây là có Gbel 170 và Gbel 125 nè, giá cực mềm luôn. 125 thì chỉ có 26 triệu là một em nè, 26 triệu à, các bạn mà có thiện chí, anh chú mình thiện chí mua à, cửa hàng còn bớt nữa nha. Đó, ok chưa, 26 triệu một chiếc. Rồi một chiếc 170 này là 30 nè, 30 triệu Gbel nha anh em, hiện tại là còn có mấy chiếc thôi. Rồi bên đây là con Fortum, con này kho tên nó khó đọc nè, có 14 triệu à. Fortum gì nè, con này 766 nè, Honda nha các bạn, máy mà Honda nha. Rồi qua đây thì có nguyên một lô xe mới, ba chiếc xe mới hoàn toàn nha anh em. Bugatti 125 nè, con này 20 trước là 28, giờ còn 20 hai mấy ta, 25 đúng không, 25 triệu là bao VAT nha anh em. Đó anh em mình cứ lựa, ở đây hiện tại còn hai màu ba chiếc. Đó, nói chung dòng xe này thiết kế rất là đẹp nha anh em, kiểu dáng cà lít xích đó, cái mâm nó rất là đẹp luôn đó anh em nha. Đó ok. Camera quay chưa gần anh em ơi, anh em thông cảm nha. Rồi ở đây thì con Bendit, con này bán cho em à, còn thiếu à, còn thiếu con này chưa có bán nha các bạn. 86 nè, anh em nào có nhu cầu quan tâm liên hệ ngay nha. Rồi ngoài ra thì bên cửa hàng còn rất là nhiều dòng xe nha anh em, chẳng hạn như là phần khúc lớn nè, bên khu vực bên đây nè đó, nhà camera mình tiến từ từ qua đây nha. Z800 nè các bạn, Z800 nha, ngoài này có Honda CB1000G nè, ok chưa, Honda CB650 nè anh em, còn một cặp luôn. Và bên kia là Honda CB500 cũng có, là Ducati 795 cũng có luôn, và Honda CB1000G cũng có luôn nha anh em. Đó, Ninja 400 có luôn, thì Z1000 cũng có luôn. Đó, bên đây Kawasaki Vulcan 650S nè, Gbel 500 có luôn nha các bạn. Đó, hẹn các bạn mình clip sau em sẽ cập nhật phân khúc lớn cho anh chị em mình xem clip sau nha. Anh chị em mình chịu khó mình đăng ký kênh và bấm vào cái chuông á, khi có video mới em xuất hiện cập nhật cho anh chị em mình nhanh nhất để nắm được cái giá xe nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.